Thưa quý vị và các bạn, hướng đến kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, tháng 5 năm 1992, tháng 5 năm 2022, gắn với thực hiện chương trình Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức lễ phát động, thực hiện công trình thi đua, lập thành tích trong các cấp công đoàn, phấn đấu có 1.800 sáng kiến hiệu quả trong năm 2022. Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua trong lao động sản xuất công tác, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động công nhân viên chức tham gia hưởng ứng thực hiện, tạo thành phong trào rộng khắp của đoàn viên công nhân viên chức lao động. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động sáng tạo, vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với năng suất chất lượng hiệu quả cao. Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu của công đoàn các cấp và đoàn viên công nhân viên chức lao động, các phong trào thi đua được triển khai và đạt kết quả khả quan. Trong đó, công đoàn đã phát động phong trào thi đua công nhân viên chức lao động tỉnh Trà Vinh đoàn kết chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19. Và có nhiều tập thể cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Các cấp công đoàn hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Tỉnh có 2.035 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích, hợp lý hóa sản xuất, đề tài nghiên cứu khoa học được đăng ký và cập nhật vào phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Có 83 công trình phần việc về an toàn vệ sinh lao động được đăng ký thực hiện. Hướng đến kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch số 68 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, tháng 5 năm 1992, tháng 5 năm 2022, gắn với việc thực hiện chương trình số 3259 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chương trình Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua và triển khai có hiệu quả chương trình Một triệu sáng kiến, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tôi xin lưu ý một số nội dung như sau. Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn tập trung thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến, kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ 10. Thứ hai, các cấp công đoàn phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua gắn với việc triển khai có hiệu quả chương trình Một triệu sáng kiến, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, phát huy sức mạnh của các cơ quan, của đơn vị, của doanh nghiệp và địa phương, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và hưởng ứng chương trình Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Phấn đấu với mục tiêu là 5.300 sáng kiến được thực hiện chia ra 2 giai đoạn. Thứ ba, qua việc phát động thực hiện công trình thi đua và đăng ký thực hiện chương trình sáng kiến công đoàn các cấp ký kết tại buổi lễ hôm nay, sẽ phấn đấu thực hiện là 1.800 sáng kiến trong năm 2022. Về phương pháp thực hiện đăng ký sáng kiến, tùy từng ngành, từng lĩnh vực mà Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động đoàn viên công nhân viên chức lao động đăng ký và thực hiện các sáng kiến sát hợp. Ví dụ như đoàn viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động phát động thi đua cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tham gia tích cực các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Hình thức đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký sáng kiến, đăng ký vào phần mềm trực tuyến Liên đoàn Lao động tỉnh đã có hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập. Tiếp theo là sẽ phân công cán bộ Ban tuyên giáo nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ theo dõi phần mềm trực tuyến, qua đó là phối hợp với Ban chính sách pháp luật để đôn đốc, nhắc nhở nhằm bảo đảm đến hết tháng 5 năm 2022 là thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công trình thi đua đề ra có trên 1.800 sáng kiến.
Cuối cùng là trong tháng 6 năm 2022 thì Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh sẽ đánh giá, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các sáng kiến, đồng thời là xem xét trình Ủy ban nhân tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là khen thưởng. Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chính quyền chuyên môn, các đoàn thể tổ chức các hoạt động như họp mặt, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi khéo tay hay làm để tạo sân chơi bổ ích, gắn tình đoàn kết hữu nghị trong đoàn viên công đoàn. Hội thi khéo tay hay làm năm nay có 4 môn thi gồm môn cắm hoa, trang trí mâm trái cây, trang trí bánh bông kem và nấu ăn. Về bố cục trình bày và sự kết hợp màu sắc tổng thể, các tác phẩm nghệ thuật ở các môn thi thể hiện được tính sinh động, tinh tế và đẹp mắt, phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tôi rất là phấn khởi, vui tươi. Đây là cái sân chơi để tôi có thể trao dồi kinh nghiệm đối với các đồng nghiệp ở các đơn vị. Thì đến với hội thi hôm nay thì tôi thực hiện môn trang trí bánh bông kem với chủ đề là tấm lòng gửi đến các mẹ nhân ngày chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Thì đến với hội thi khéo tay hay làm để chào mừng ngày 8 tháng 3. Hôm nay thì tôi được tham gia môn thi là trang trí mâm trái cây. Thì đến với hội thi hôm nay thì bản thân tôi rất là vui mừng, phấn khởi khi mà được tham gia cái hội thi. Đây là dịp để các đoàn viên công đoàn có dịp để mà giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Đây là dịp để mà tạo cái tinh thần đoàn kết, để gắn bó tình nghĩa với các anh em công đoàn viên với nhau. Với tinh thần đua tài học hỏi, sáng tạo và đoàn kết, hội thi khéo tay hay làm đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên công đoàn, phát huy tài năng, sức sáng tạo và sự khéo léo, đảm đang. Mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 thì thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức hội thi khéo tay hay làm trong công nhân viên chức lao động huyện Châu Thành năm 2022. Thông qua hội thi khéo tay hay làm nhằm phát huy cái tài năng, sự khéo léo, sự sáng tạo, đảm đang của công nhân viên chức lao động, qua đó giúp cho công nhân viên chức lao động nâng cao kỹ năng thẩm mỹ, sự sáng tạo nghệ thuật trong việc trang trí hoa quả, cắm hoa, nấu ăn, trang trí bánh bông kem, tạo một sân chơi bổ ích giúp cho công nhân viên chức lao động, nhất là nữ công nhân viên chức lao động có dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống. Riêng đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì năm nay sẽ tổ chức hội thi khéo tay hay làm tại 3 cụm thi đua trong hệ thống. Ngoài đoàn viên công nhân viên chức lao động thì Liên đoàn Lao động tỉnh có mời thêm lực lượng vũ trang tham gia. Dịp này thì các thí sinh sẽ trổ tài các môn như là cắm hoa, trang trí bánh bông kem, trang trí mâm ngũ quả và thi nấu ăn. Hội thi năm nay thì thu hút gần 300 thí sinh tham gia ở 3 cụm thi. Tại huyện Châu Thành là 1 điểm, huyện Cầu Kè 1 điểm và 1 điểm là tại Liên đoàn Lao động tỉnh. Đối với môn thi cắm hoa và trang trí mâm trái cây, thời gian thi là 45 phút một tác phẩm. Môn thi nấu ăn và trang trí bánh bông kem là 120 phút một tác phẩm. Nguyên tắc chung là trong quá trình thi, các thí sinh thực hiện tác phẩm độc lập theo quy định từ khi ban tổ chức công bố thời gian bắt đầu cho đến kết thúc phần thi. Tác phẩm phải có chủ đề, bài thuyết trình phù hợp, bố cục trình bày hài hòa, có tính nghệ thuật và sáng tạo. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên đề lao động công đoàn của Đài Truyền hình Trà Vinh kỳ này. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.